Xem qua nhưng chắc hẳn đã từng nghe đến tên, đó chính là 007. Đây là một trong những phim sớm nhất về điệp viên, toàn bộ chuỗi phim còn dài hơn cả Marvel. Tổng 25 phim qua hai thế kỷ, phiên bản của Daniel Craig cũng được xếp vào hàng kinh điển. Thời gian tới, 007 không phải lúc chết sẽ khởi chiếu tại rạp, đây là phim 007 cuối cùng mà anh đóng. Hôm nay, chúng ta hãy cùng ngồi lại 10 phút để tìm hiểu về điệp viên 007 và tạm biệt vai diễn cuối này. Đầu tiên giới thiệu về số 007, đây là mã số ký hiệu của đặc vụ mang tên James Bond. Nhiệm vụ của anh là bảo vệ Anh Quốc và Nữ Hoàng. Một khi có nguy hiểm, anh sẽ xuất hiện làm nhiệm vụ. Nhưng người nào rồi cũng già, 007 không phải ngoại lệ. Do đó, cái tên James Bond này đã trở thành biểu tượng. Về sau tất cả đặc vụ đảm nhận con số này đều được gọi như vậy. Từng thế hệ che giả mang mọc nối tiếp nhau. Tính đến nay Bond đã được truyền qua 6 thế hệ, mỗi thế hệ đều là quý ông của giới thượng lưu. Anh ta sử dụng thành thạo cả 18 loại vũ khí và có vẻ ngoài điển trai. Vì đôi khi họ phải sử dụng mỹ nam kế, tổ chức có yêu cầu rất cao, ngoại hình phải mờ lem, cơ bắp cuồn cuộn, hành động ra dáng quý ông, ít nhất phải đáp ứng tiêu chuẩn đàn ông thượng lưu. Nhưng 007 cũng chỉ là người thôi, có lúc anh rất khó hoàn thành nhiệm vụ giải cứu thế giới. Vậy nên, bên cạnh anh có không ít đồng đội. Đầu tiên là sếp em, người phụ nữ này là cấp trên phụ trách 007, bà không giống một cấp trên mà như bậc cha mẹ hơn. Bởi vì với hành động của 007 thì mỗi khi làm xong nhiệm vụ, chính phủ các nước đã đập chết anh. Mỗi lần như vậy, em lại phải đứng ra bảo vệ cục cưng. Anh ta làm việc cho đất nước này, các vị hãy mắt nhắm mắt mở cho qua đi. Ngoài em ra, James Bond còn có trợ thủ đắc lực nữa, đó là anh chàng quận. Quy không phải thám tử gì đâu, anh ta là kỹ thuật viên, chuyên cung cấp công nghệ tối tân cho 007. Chẳng hạn như kính dâm xuyên thấu, súng ngụy trang máy ảnh. Bao gồm cả chiếc ô tô gắn súng máy trong No Time To Die chắc chắn là kiệt tác của quận. Mặc dù công nghệ của 007 ngày càng hoàn thiện nhưng kẻ thù của anh ta cũng ngày càng tiến bộ. So với năm thế hệ trước, 007 của Daniel Craig được cho là khởi đầu khó nhằn nhất. Đối thủ đầu tiên anh gặp phải là Le Chiffre. Chỉ số EQ của anh bạn này khá cao và có thể kiếm được hàng trăm triệu chỉ trong một lần đầu tư cổ phiếu. Không chỉ vậy, hắn còn cá cược giỏi, được lòng những người trong bàn chơi bài poker. Lần này hắn định chơi lớn. Le Chiffre đã tìm được đối tác và đảm bảo với kẻ đó rằng chỉ cần đầu tư cho hắn thì nhất định sẽ kiếm lại gấp đôi. Hấp dẫn rồi đây, đối tác không nói một lời, đưa tiền cho hắn luôn. Le Chiffre dùng tiền này vay ngân hàng 100 triệu cổ phiếu. Cuối cùng, hắn đã bán nó đi, sau khi cổ phiếu giảm giá, hắn mua lại nó với giá thấp. Làm sao để cổ phiếu rớt giá đây? Có cách này nè. Hắn vay cổ phiếu của hãng hàng không, sau đó thuê người đâm xe vào máy bay. Hãng hàng không bị tai nạn, cổ phiếu sẽ theo đó mà rớt giá giá. Nhưng kế hoạch chơi lớn này chưa kịp diễn ra, Bông đã phát hiện ra âm mưu và kịp thời ngăn chặn Le Chiffre. Không may cho hắn rồi, hắn là mất hết tiền của khách hàng, chỉ có thể trông chờ vào cá cược để kiếm lại. Bông nhận được tin tình báo và dự định tự mình đến sòng bạc, cắt đứt hy vọng cuối cùng của đối thủ. Anh xin em cho mình 15 triệu đô để cá cược, dù em đồng ý nhưng số tiền này không thể để Bông tự quyết định. Vì vậy, em triệu tập một cục cưng khác, tên là Vespaline. Cô ấy sẽ giúp anh quản lý số tiền. Trước nay Bông luôn hành động một mình, không phải trẻ con. Tự nhiên bên cạnh có một nóc nhà quản tiền bạc, trả ra cái gì. Và Vesper cũng trả anh cho lắm. Thường thì ai cũng mê mẩn vẻ hào hoa của Bông, còn cô nhìn anh chỉ cười ỉa. Hai người này nhìn nhau không vừa lòng cho lắm. Sau khi đến sòng bạc, mỗi người tách ra làm việc riêng. Bông nhìn chằm chằm vào Le Chiffre như thể cố gắng dò xét con người hắn, và anh đã tìm ra thật. Mỗi khi Le Chiffre sắp lừa phỉnh, hắn đưa tay lên sẹo mắt. Điểm yếu chết ngươi của hắn đây rồi, chơi luôn. Tôi đặt hết. Vesper nghe xong nổi giận với anh. Vừa chơi mà đã đặt hết rồi sao? Nếu anh thua thì sao? Bông nói với cô không phải lo lắng. Không thua đâu. Kết cục, khi lật bài, anh sửng sốt. Le Chiffre quả là tên danh mãnh, hóa ra hắn biết rằng Bông đang quan sát mình. Vì vậy, hắn gãi mắt chỉ là diễn kịch, đánh lừa đối phương đặt cược hết. Giờ thì xong rồi, 15 triệu đô thua trắng cả rồi, còn Vesper giận dữ quay gót bỏ đi. Và Bông ngồi đó không nói nên lời, sau đó anh nhấp một ngụm rượu để bình tĩnh lại. Nhưng vừa nuốt vào liền cảm thấy có gì đó không ổn, rượu này có độc. Bông cảm thấy chóng mặt ngay lập tức, loạng loạng chạy đến xe hơi, lấy ra adrenaline. Nhưng hộp thuốc chưa kịp mở thì anh đã ngủ xuống. May thay, Vesper chạy đến kịp thời. Gắn máy kích điện tim lên ngực, rực một phát, anh trở về từ cõi chết. Bị ăn hành, Bông nhận ra rằng mình vẫn còn non và xanh. Vì gánh vác danh hiệu 007, anh phải trưởng thành và vững vàng. Không thể chơi một trò trẻ con nóng này nữa. Anh phải quay trở lại và thắng hắn. Nhưng bây giờ không còn tiền, anh không thể vào bàn cược. Lúc này, Bông gặp người đồng nghiệp Felix là đặc vụ Mỹ. Anh ta cũng đến tìm Le Chiffre. Felix thấy Bông có năng lực nên quyết định hợp tác. Felix đưa tiền cho anh chơi tiếp nhưng Bông phải giao Le Chiffre cho Mỹ. Bông đồng ý ngay và luôn. Và thế là Bông lấy tiền quay trở lại bàn cược. Le Chiffre thấy anh chưa chết, có chút hoang mang. Lần này Bông bắt được chiêu của hắn, đánh bại hắn trong một nốt nhạc. Le Chiffre tức sôi máu, cho người đi bắt cóc Vesper. Bông lái xe đuổi theo sau, nhưng trời tối không thấy đường. Khi xe đang lao nhanh bỗng nhìn thấy Vesper bị trói giữa đường. May thay, Bông phản ứng nhanh và kịp phanh gấp, không cắn bẹp cô. Hậu quả là xe bị lật mấy vòng liền. Khi Bông tỉnh lại thì thấy mình bị trói trên ghế và không mảnh vải che thân. Còn Le Chiffre đứng một bên cua dụng cụ tra tấn. Sống không tốt sao người anh em? Sao phải gây sự với tao? Hôm nay tao cho mày nếm thử.
Top 10 cách tra tấn hay ho nha. Hắn cầm dụng cụ tra tấn quật túi bụi vào bọc nước mía của bông, khuôn mặt anh tái mét, bị hành hạ liên tục vài giờ liền. Le Chip Frey chơi chán rồi mới tra hỏi anh: chỗ tiền thắng tao em giấu ở đâu? Đến nước này rồi mà bông vẫn còn cứng cỏi, xem ra hắn chỉ còn cách giết anh. Đúng lúc này, thời hạn trả tiền mà đối tác dành cho hắn đã hết. Một tay lính đánh thuê được cử đến giết chết hắn. Mất nhiều tiền như vậy, hậu quả chỉ có thể là thế này. Và bông cũng tình cờ sống sót, trải qua chuyện này anh đã trưởng thành hơn rất nhiều. Sau đó, anh và Vesper yêu nhau, dần dần bông chìm đắm trong tình yêu và anh nghĩ sau này sẽ sống một cuộc sống bình dị. Vì vậy, anh quyết định từ chức. Nhưng em nào có dễ dàng buông anh? Số tiền mà cậu thắng Le Chip Frey vẫn chưa trả cho tôi. Bông nghe vậy thấy lạ. Tôi đã trả tiền cho bà rồi mà. Anh ngẫm nghĩ kỹ lại lần nữa, giật mình toát mồ hôi. Lẽ nào Vesper đã cướp số tiền đó đi? Kể từ đây, bông thấy cô ngày càng bất thường. Hôm đó Vesper nói đi ra ngoài để gặp một người bạn. Bông liền bám theo Vesper, thấy cô hẹn gặp một người đàn ông bí ẩn, cô trao cho hắn một vali, không lẽ bên trong là tài khoản ngân hàng. Thế rồi, trốn kiểu quái nào mà anh bị bọn chúng phát hiện ra. Bọn chúng cho rằng Vesper dẫn đồng đội phản bội chúng. Vì vậy, chúng bắt cóc và nhốt cô vào một cái lồng sắt, nghĩ anh là ai cơ chứ? 007 đó nha, chỉ 2-3 chiêu là đã hạ gục bọn chúng. Nhưng trong quá trình chiến đấu, tòa nhà vô tình bị nổ tung, nước tràn vào nhấn chìm Vesper. Vốn dĩ lồng sắt này có thể mở được. Nhưng Vesper biết rằng tổ chức đứng sau cô sẽ không để cô yên và thậm chí còn ảnh hưởng đến bông. Vì vậy, cô ấy đã chọn cách kết liễu bản thân, cam chịu chết tại nơi này. Bông thực sự tức giận. Anh muốn tự mình giải quyết tổ chức bí ẩn đằng sau Vesper. Nhưng tổ chức đó không hề đơn giản. Họ chỉ cần động tay động chân là có thể tạo ra sự thay đổi to lớn trên thế giới. Mỗi thành viên của tổ chức bóng ma là một chính trị gia một quốc gia, chỉ cần phẩy tay là thay đổi cả cục diện chính trị thế giới. Tất cả các loại hình giao thương, chính sách giữa các nước phải được gật đầu mới làm được. Và bông vì người mình yêu mà trở thành kẻ thù của cả tổ chức khổng lồ. Sau cái chết của Vesper, manh mối duy nhất bây giờ là người trung gian White. Bông không bàn bạc với ai, một mình đột nhập vào nơi ở của White và tra hỏi ai là kẻ đứng sau tổ chức bóng ma. Ngay sau đó, cấp trên em cùng với đặc vụ đến nơi, không ngờ White nhìn thấy vậy chỉ tuét miệng cười hớn hở. Vừa nói dứt lời, đặc vụ thân cận của em liền nổ súng, hóa ra tổ chức đã sớm thâm nhập vào điệp viên 00. Nhân cơ hội này, White đã tìm cách trốn thoát, bông đã giải quyết thành công tên vệ sĩ và lấy được manh mối từ hắn. Tổ chức hoạt động gần đây nhất ở Haiti. Vì vậy, bông đã đến nơi để hành động, dẫn đường cho anh là người mẫu địa phương Camin, nhưng cô này cũng chả phải hạng xoàng, lập tức nhận ra anh giả làm khách du lịch. May mắn thay, bông đã nhảy đủ nhanh, nếu không anh đã bị cô bắn vào đầu rồi. Camin là manh mối duy nhất, không thể để cô ấy chạy như thế. Bông gọi một người đi xe máy, sau đó dùng tay hất mạnh vào tay lái khiến chiếc xe lộn vòng. Sau đó, bông phóng xe nhanh chóng đuổi cô, bông đi theo Camin và đến một bến tàu. Nơi này có một nhân vật bự, Dominic Green. Người đàn ông này rất mưu mô, ông ta đến Haiti để mua chuộc các quan chức địa phương. Người đàn ông này muốn đảo chính, thấy Dominic giàu có bèn bày tỏ ý muốn hợp tác. Và điều kiện của Dominic cũng rất đơn giản, đó là cho hắn ta sa mạc chẳng có gì, quan chức cũng chẳng dùng đến. Ông ta nghe xong thấy mình chẳng thiệt gì bèn quả quyết đồng ý. Để lấy lòng đại tướng, Dominic tặng Camin cho ông ta. Đừng tưởng làm món hàng Camin không vui nha, ngược lại cô rất vui là đằng khác, cô khá thích lão già này. Bởi vì khi Camin còn nhỏ, cô tận mắt chứng kiến đại tướng nổ súng giết cha mẹ mình, nên cô muốn trả thù. Cuối cùng ngày này cũng đã đến. Tất cả điều này đã được bông nhìn thấy. Anh báo tin cho em và nhờ bà giúp anh tìm hiểu về Dominic. Nhưng hồ sơ của Dominic sạch tinh tươm, không còn cách nào, em phải nhờ đến cục tình báo. Ấy vậy mà câu trả lời của cục cũng chả khá hơn. Bà không cần tra nữa, hắn là người tốt. Cái quái gì vậy nè? Cục tình báo cũng nói y như vậy. Em cảm thấy Dominic không đơn giản, bà cảnh báo James Bond phải cẩn thận dè chừng. Tính cách của James Bond chắc ai cũng biết, nghe lời không phải kiểu của anh. Bông bám theo Dominic đến tận nhà hát, ở đây có rất nhiều chính trị gia đến xem hát. Với sự nhanh nhẹn, bông hạ gục một bảo vệ, rồi giật lấy tai nghe của anh ta và đứng trên vị trí cao bao quát dạp hát. Trong lúc Dominic và mọi người đang họp, bông cố tình xen vào một câu. Các chính trị gia nghe vậy liền bỏ đi. Bông đã tận dụng cơ hội này để chụp ảnh bọn họ rồi chuyển cho em, để đến sau mùa thu là họ sẽ tới công chuyện. Lúc này, lão White người trung gian vẫn ngồi im thin thít. Lão là con cáo già, lấy tĩnh thắng động. Biết rằng bông đang quan sát từ trên cao, hắn không di chuyển, giả vờ vẫn ổn. Trong khi đó, Dominic đi ra và nhìn thấy James Bond, hắn cho vệ sĩ xông tới giết chết anh. Này thì giết anh này. Chỉ vài chiêu là bông đã khống chế được hắn, sau đó đưa hắn lên sân thượng tra hỏi. Nhưng tên vệ sĩ này cũng cứng đấy. Hắn vô dụng rồi, bông đành thả hắn xuống đất. Hành động này khiến chính phủ anh tức điên. Bông tùy tiện giết người vậy à? Do đó, họ ra lệnh cho em rút 007 quay về, em rơi vào băn khoăn. Ủa lạ hen, chém trước tâu sau chẳng phải là điều chính phủ luôn nói sao? Hôm nay ăn nhầm cái gì vậy? Bà ngẫm nghĩ kỹ lại, xem ra Dominic có quan hệ với chính phủ các nước rồi đây. Giờ bà chỉ có thể bao che và cầu nguyện bông mau chóng xử lý xong. Còn bên kia, Dominic đang diễn thuyết trong biệt thự, bỗng nhiên Camin đến. Dominic bần thần, chẳng phải đáng lẽ giờ này cô đang ở với đại tướng sao? Cô đã phản bội hắn. Thấy Dominic sắp ra tay, bông nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh hắn và cứu nguy cho Camin. Sau khi thoát ra, Camin nói mình biết căn cứ của Dominic và có thể cho anh biết, nhưng anh phải giúp cô giết đại tướng.
Bông thấy cũng tiện tay nên đồng ý và lái xe cùng cô đến căn cứ của hắn. Họ đến nơi đúng lúc Dominic và đại tướng đang chuẩn bị ký thỏa thuận. Camin giết đại tướng. Bông đưa Dominic ra giữa sa mạc, sau đó để lại cho hắn một chai xăng để hắn tự sinh tự diệt ở đây. Kết cục, Bông vừa quay về thì xảy ra chuyện. Danh sách các đặc vụ anh đã bị trộm, bởi vì sự việc nghiêm trọng. Em phải thêm một trợ thủ giúp sức. Khi Bông đang chiến đấu với kẻ xấu trên tàu, người đồng đội này nổ súng, không may bắn trúng Bông, khiến cho anh rơi xuống nước. Còn em vô cùng giận dữ và bực bội. Sống không thấy người, chết không thấy xác nhưng vẫn tuyên bố anh đã chết. Và thế là đã 3 tháng trôi qua rồi. Danh sách đặc vụ vẫn mất tích, cấp cao đang tỏ ra lo lắng. Họ cho rằng em vô dụng, do đó, cử Gareth thay bà và thông báo với em. 2 tháng sau bà sẽ phải nghỉ hưu. Em nhất định không chịu, bà nói chắc chắn sẽ tìm ra danh sách. Đúng lúc này, Bông mới tái xuất giang hồ. Sau khi trúng đạn, anh ở ẩn trị thương. Mặc dù em rất muốn anh tiếp tục làm điệp viên 007, nhưng vết thương cộng thêm 3 tháng nghỉ ngơi, cơ thể của Bông đã không dẻo dai như trước. Anh thất bại trong mọi bài kiểm tra, nhưng lúc này là thời kỳ nhiễu nhương. Ngoài James Bông ra, chẳng ai làm nổi, đành phải để anh làm. Mặc dù cơ thể không cường tráng nữa, nhưng đầu óc vẫn nhạy bén. Bông nhanh chóng tìm ra kẻ đánh cắp danh sách, đồng thời tìm được một đoạn ký tự trên người hắn. Xem ra chỗ này có liên quan đến sòng bạc. Sau khi đến đó, có một cô gái bắt chuyện với anh. Cô ấy nói cô ấy là người đứng sau giật dây. Vì vậy, Bông đã nói chuyện với cô ấy với giá $5 vào đêm hôm đó. Nhưng xung quanh đây là tai mắt của ông chủ Silva. Hắn nhanh chóng biết được. Vì vậy, hắn sai người bắt Bông và cô gái. Tên Silva này cũng rất lịch sự. Hắn không giết Bông ngay lập tức, mà bắt anh chơi một trò chơi. Silva trói cô gái vào một tảng đá rất lớn, sau đó đặt một chén rượu nhỏ xíu lên đầu cô. Hai người cùng so tài bắn ly rượu. Bông cố tình bắn trượt để cứu mạng cho cô gái. Silva thấy anh đang diễn trò, hắn giương súng bắn chết cô gái. Ngay sau đó quân tiếp viện của Bông đến. Hóa ra trước khi bị đưa đến đây, anh đã gắn thiết bị định vị lên người. Thế là tên trùm Silva sa vào lưới. Sau khi bị bắt hắn còn tiết lộ một điều. Thực ra trước đây hắn cũng là đặc vụ, nhưng sau đó bị kẻ thù bắt được. Sếp em lạnh lùng thờ ơ với hắn, không hề có tiếp viện nào. Hắn phải vật lộn một mình. Kết cục của hắn như thế nào? Thuốc độc đưa cho hắn là giả. Hắn không chỉ không chết, mà bị hủy hoại khuôn mặt. Nói xong, Silva gỡ khuôn mặt giả ra. Chứng kiến điều này, em cảm thấy bàng hoàng. Nếu đã như vậy rồi, có hỏi thêm nữa cũng chẳng được gì. Giờ chỉ còn cách đột nhập vào máy tính của hắn. Tuy nhiên, họ vừa cắm dây nối, lập tức dính virus của Silva. Toàn bộ hệ thống lập tức bị hắn xâm nhập. Vậy là hắn thoát khỏi nhà tù mà chẳng cần tốn sức. Sau khi thoát ra, hắn điên cuồng truy sát em. Bông đưa em về căn nhà ở nông trang cũ của mình để bà lánh nạn. Nhưng Silva nhiều tai mắt, hắn đem một nhóm đến tấn công. Hai người bị bao vây trong nhà, không thể bảo vệ em, lại khiến bà bị thương nặng. Đúng lúc cấp bách nhất, Bông tung chiêu tiểu lý phi đao giết chết Silva. Nhưng em đã bị mất máu quá nhiều, chết trong vòng tay của Bông. Từ đây, em mới tiếp quản công việc. Đó chính là Gareth trước đó, vốn đã được bổ nhiệm để tạm thay thế em. Mệnh lệnh đầu tiên ông giao cho Bông là giải quyết triệt để tổ chức bóng ma. Nhưng việc này không dễ dàng. Đây là một người phụ nữ có toàn bộ cơ thể được mạ vàng. Cô bị một nhóm đàn ông ném lên giường, mạ đầy sơn vàng rồi bóp cổ đến chết. Làm Bông Girl là công việc nguy hiểm nhất thế giới. Sức ảnh hưởng của cụm từ này lớn đến đâu? Bây giờ chúng ta sẽ đề cập đến Bông Girl. Cụm từ này đến từ đâu? Và các cô gái sánh đôi cùng James Bông lại gặp thảm kịch. Kết cục của họ đều là cái chết. Mặc dù kết cục bi thảm, những Bông Girl này là một phần không thể thiếu của 007. Mỗi năm, rất nhiều minh tinh xếp hàng thử vai để giành lấy vai diễn này, bao gồm cả Sophie Marceau, Hoberry vân vân mây mây. Trong những Bông Girl này, có một người phá vỡ truyền thống này, đến giờ vẫn sống nhăn răng, đó chính là Madeline. Cha của Madeline chính là lão White trong các phim trước đó. Bởi vì ông ta biết quá nhiều nên tổ chức bóng ma không muốn để ông sống, nên ông đã cho kim loại độc vào điện thoại. Bây giờ White biết mình không còn sống nổi, nên ông ta nhờ Bông chăm sóc con gái của mình. Nói xong, ông cầm súng tự kết liễu. Để tìm ra kẻ đứng sau tổ chức, Bông không thể không tìm Madeline. Khi nghe tin bố mình đã mất, cô biết đã đến lúc rồi. Vì vậy, cô đưa Bông đến một địa điểm bí mật. Điều này đánh dấu các căn cứ bí mật của tổ chức bóng ma. Vậy là tìm ra rồi nè. Thời gian cấp bách họ lên đường luôn. Kết quả là trên chuyến tàu, họ đã gặp được một sát thủ do tổ chức bóng ma gửi đến. Tên này đô con trông như kẻ hủy diệt ấy. Bông đánh tay đôi không lại, cứ tưởng 007 sắp kết thúc rồi cơ. Đúng lúc này, Madeline cầm súng bắn bằng bằng dù trả chúng. Bông nhân cơ hội này, lấy dây thừng siết cổ tên sát thủ. Sau đó, anh đá các thùng sắt được kết nối với nhau khỏi xe lửa và kéo theo sát thủ xuống, thoát chết trong gang tấc. Tình cảm của Bông và Madeline được hâm nóng. Sau đó thì họ, xong chuyện, họ đến căn cứ bí mật, không ngờ nơi này không hề được bảo vệ nghiêm ngặt. Thay vào đó, ông trùm còn cử người đến đón, thậm chí còn thân thiện đưa họ đi tham quan. Họ bước vào phòng giám sát, thấy ở đây có đến hàng trăm TV, mỗi cái tương ứng một quốc gia, bí mật quốc gia được truyền hình trực tiếp. Ngoài ra, ông trùm này cũng đã có tay trong tại Liên Hợp Quốc và hiện đang kêu gọi thành lập một mạng lưới giám sát toàn cầu. Khi thời điểm đến, cả thế giới sẽ đổ phục xuống chân bóng ma. Xem đến đây, mặt Bông không hề biểu lộ cảm xúc, nhưng câu tiếp theo suýt nữa khiến anh nổi điên.
mày có biết tại sao mình không thể ở bên các cô gái? Bởi vì đằng sau mọi chuyện đều có tao. Bông nghe xong tức giận đến nỗi muốn giết chết hắn. Nhưng đây là địa bàn của hắn, Bông bị bắt sống. Hắn không muốn anh chết quá đau đớn. Do đó, trói anh vào một cái ghế và châm cứu đông y cho anh. Nhìn thấy Bông bị mũi kim tiêm đâm vào người, hắn cho Madeline đến xem anh sống hay chết. Kết quả, sau đó, Bông lén trao cho cô chiếc đồng hồ bom của mình. Madeline ném về phía ông trùm. Hắn bị bom thổi bay luôn. Sau đó, Bông đưa Madeline thoát ra, tưởng rằng mọi chuyện đã xong xuôi. Ai ngờ đâu, hắn vẫn chưa chết. Không chỉ có thế, hắn bắt cóc Madeline. Lời nguyền Bông gơn không thể phá vỡ. Hắn nhốt cô vào tòa nhà hoang và cho anh biết trong tòa nhà có gắn bom. Mày bắt tao hay cứu McLeine đây? Tự chọn đi nhé. Nói xong hắn liền chạy mất. Bông quả nhiên đi cứu Madeline. Ông trùm không ngờ anh nhanh như vậy, không chỉ cứu được cô mà còn đuổi kịp hắn. Bông rút súng ra và bắn hắn. Chiếc trực thăng trúng đạn, trực thăng đâm xuống đất và Gareth đã chờ sẵn bên dưới từ lâu. Ông trùm chui ra khỏi máy bay và bị tóm cổ. Cuối cùng, Gareth lật tẩy kẻ nội gián trong Liên Hợp Quốc. Vậy là ta đã sơ lược qua 4 phần phim 007 của Daniel Craig, tổ chức bóng ma bị tiêu diệt. Còn Bông lái xe đưa Madeline đến với tự do và hạnh phúc. Nhưng nó vẫn chưa kết thúc, một cuộc nguy hiểm lớn hơn đang ở phía sau. Đó là nam diễn viên từng đoạt giải Oscar Rami Malek, Lucifer Safin. Sự xuất hiện của hắn khiến Madeline khóc. Đối với Bông, hắn là đối thủ khó lường. Phía sau hắn rốt cuộc có bí mật gì ẩn giấu? Anh buộc phải vào nhà tù và gặp gỡ trùm tổ chức bóng ma. Nhưng câu trả lời anh nhận được đó là hắn là viễn cảnh mày không dám tưởng tượng. Xem ra Madeline sắp gặp nguy hiểm rồi. Lời nguyền vẫn còn đó. Lần này Bông gơn không chỉ có mình cô, còn một người khác, đó là mỹ nhân nổi tiếng toàn cầu Ana de Armas, Blade Runner 2049, kẻ đâm lén. Đều có cô góp mặt, không thể không nói. Phim 007 cuối cùng của Daniel sẽ mở ra một cao trào sử thi. 007, không phải lúc chết, sẽ diễn ra như thế nào, ai sẽ phải ngã xuống, đành phải đợi đến khi ra rạp mới biết được. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn lần sau. Cô gái.